Với một tinh thần hí hửng, sẵn sàng làm giàu, Lúa tin chắc rằng mình sẽ giàu có trên đất thiên đường này. Lúa ta cứ tin tưởng sẽ là đại gia và cứ thỏa thích thực hiện ước mơ vì nghĩ mình đang có tiền và có ý chí. Nhưng không, chàng đâu nhớ rằng đây là thành phố thiên đường và cả địa ngục chứ không phải đơn giản. Vừa bước xuống xe, điều đầu tiên đập vào mắt Lúa là thành phố tráng lệ, hào hoa, giàu có, xe cộ tấp nập, người đông đúc, nhộn nhịp. Đang đi trên đường, chàng gặp một hot girl chân dài. Chưa kịp suy nghĩ gì, chàng đã nhận được một nụ cười cháy bỏng của hot girl này. Lúa ta bỗng quên hết tất cả, quên đi nhiệm vụ của mình khi đặt chân lên thành phố, quên đi sứ mệnh đổi đời của mình. Chàng quyết định chết vì nụ cười này. Đi theo cô nàng hot girl, chàng đã tìm được nhà và bắt đầu tính tò. Đêm đêm, chàng ta ngồi trước cổng nhà nàng để đàn, để hát, để tỏ tình với chân dài. Gặp em từ buổi xem nhạc, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào tựa như giấc mơ phương. Nhưng nào ai thèm quan tâm tới Lúa, một thằng quê mùa cột mệt không chịu khuất phục và bỏ cuộc. Lúa vẫn tiếp tục, rồi cơ hội đã đến. Vào một ngày kia, gặp hot girl vừa bước ra khỏi nhà, chàng liền sắp tới và bắt đầu. Đã yêu em, anh xin hứa đến muôn đời sau vẫn thế. Đã yêu em, anh sẽ mãi mãi không đổi thay. Đã yêu em, anh vẫn hay nhớ em dù đang gần kề. Cớ sao em chẳng đòi hỏi đến tình của ai? Cô gái làm ngơ, chàng tiếp tục. Ôi, giờ thì anh phải làm sao để em yêu được lòng anh? Hãy tin anh dù chỉ một lần thôi. Chẳng lẽ em xem anh như là bóng hình của ai kia, khi người ta yêu em nhưng không bằng con? Thôi được rồi, em đồng ý làm người yêu quên. Đồng ý chứ rồi, nghe anh hát đâu đâu quá. Như vậy là công sức của Lúa đã được đền đáp. Hai Lúa chính thức có người yêu. Có được người yêu, Lúa ta phải thể hiện. Có nhiều tiền mà, Lúa có chiều nàng, chiều A tới Z. Nàng thích gì, Lúa cứ thoải mái chi tiền và chi tiền. Nhưng tội một nỗi là chàng là hai Lúa, một thằng quê mùa, làm sao biết được cái đáng sợ của chốn thị thành, biết được cạm bẫy của tình yêu. Một ngày kia, chàng bỗng nhận thấy hình bóng thân quen, đó chính là hot girl, người yêu hắn. Nhưng nàng không đi một mình mà tay trong tay với một người đàn bà khác. Tính tò mò, chàng đi theo, đi theo, đi theo và đi theo, cho đến một hò theo có tên là Mộng Mơ Xanh.